hãm răm đào được nhập khẩu từ Israel, thân thiện với môi trường đất trồng, chất lượng được đóng gói độc quyền trên kênh Ông Rong Vlog, giao hàng trên toàn quốc, giá 298.000 đồng trên hộp kg, điện thoại 0963 893 328. Tưới của Ông Rong mới được 3 hôm. Mới được 3 hôm. Mới được 3 hôm đây mà đã xanh lét mà ngọn nào ra cũng đầy hết rồi. Ừ. Thế mới tưới được 3 hôm. Mới phun cái coi ấy không? Dạ. Có phun cái gì không? Vừa rồi cháu phun đấy, phun man xanh, như lại màu đỏ, như lại sâu đục thân. Đây là hãm đào của Ông Rong nhập khẩu từ Israel rồi ạ. Đây mua của ông, nay ông mang cho 3 hộp. 3 hộp, đây này. Về để... Để Ông Rong giới thiệu cho con kích đoạt. Đây, lần đọc công dụng của nó. Công dụng là ức chế phát triển đọt non khi gặp thời tiết bất ổn, bất lợi. Kích thích ra hoa, tập trung ra hoa đồng loạt. Cô giúp của Ông Rong này là lá già rất chi là xanh và là không bị hại cây. Hại cây. Đấy, cây rất chi là đẹp. Mà là chống rụng hoa, đọt non, giúp phân hóa mầm mạnh, hạn chế hiện tượng ra mầm lá, không gây cháy lá và không cây không suy yếu nhá khi thu hoạch. Khả năng phòng ngừa bệnh rất tốt. Bà con mua cái hãm răm của Ông Rong này rất chi là tốt. Này khuyến cáo bác là không nên chặn gốc đào, không nên thiếu lúc nào nhé. Mà nha cái kích rễ này nhá, cái hãm này nhá là sang năm các bà vẫn rồng được tốt, không phải thay đổi đất gì cả. Là không hại đất. Không hại đất. Cái này ít bác lo các bạn. Cái này kích thích ra hoa mầm hoa này. Chứ không phải là như năm ngoái mua cái loại mà phun xong rồi nó rụng xuống đất là không rồng được, rồng là nó kém. Đúng rồi. Như năm nay mua cái của hãng của Ông Rong này là các bà con này cứ lưu ý là vẫn tập trung vẫn rồng tốt. Để cây đào được khỏe mạnh, to cành xanh lá, bộ rễ được khỏe mạnh chống chọi với mọi thời tiết nóng ẩm thất thường ở miền Bắc Việt Nam, hãy dùng Humica từ lúc đặt cây xuống đất. Humica nhập khẩu từ Mỹ, được phân phối độc quyền trên kênh Ông Rong Vlog, giá 285.000 đồng trên hộp kg, giao hàng trên toàn quốc, điện thoại 0963 893 328. Nuôi được cái thân như này. Đúng rồi, đây độc của mấy cái rễ quá dễ. Khuyến cáo bà con nên dùng cái thuốc cái là cái dễ đấy. Khi trước dòng gốc là các bác phải ngâm đấy, ngâm độ tiếng hai tiếng xong bác lấy cái nước đấy xong rồi bác tưới luôn vào gốc, nước ra ngâm thừa đấy, ta còn là ta nên tưới nó hút làm sao được hết đấy. Nó sẽ thừa chứ và... có hả đấy. Đây không ra dễ, bên này không có dễ mà. Đấy, bên này không tí dễ mà. Xin chào tất cả các bác trên kênh của Ông Rong Vlog nha. Hôm nay Ông Rong sẽ đi view dùng đào mạ các bác ạ. Các nào mua đào mạ, đào huyền Tết giá rẻ thì liên hệ Ông Rong nhé. Đặc biệt là cây đào mạ, đào giống ấy. Ông Rong sẽ bán với các bác là giá hữu nghị. Ông Rong sẽ chọn những vườn đào đẹp nhất thì Ông Rong sẽ lấy. Các bác mua đào mạ, đào giống thì liên hệ với Ông Rong Vlog nhé, qua số điện thoại Ông Rong ghim trên màn hình. Mới thứ hai là bác nào mua đào gốc, gốc không ôi quá, vanh từ 20 đến 150, giá cũng thế con nhé, từ 100 đến 100.000 một gốc, đến 2 triệu 3 triệu một gốc. Thế là gốc trên 150 là phải mấy triệu rồi. Đặc biệt là gốc sạch sẽ các bác, không sùi mủ. Còn bác nào mua chọn thì giá lại khác, mà bác nào mua xô thì giá lại khác. Có những bác thì thích giá nó vừa vừa, các bác về kỹ thuật cao các bác làm được. Nhiều bác thì chọn đỉnh về làm những gốc bán 7-8 triệu thì các bác lên chọn những gốc 800 hay 1 triệu thì các bác sẽ bán được. Sáng nay Ông Rong sẽ quảng cáo về cái đào mạ và đào đào gốc các bạn. Đặc biệt là cái kích rễ của Ông Rong Vlog ấy thì nó được nhập khẩu, đặc biệt là cái hãm răm các bạn. Hãm răm đào là Ông Rong vào tận nhà máy mà Ông Rong đặt cái loại mà không có bác lo mấy. Nó không hại đất cho các bác.
nên ông Rong nghĩ lâu dài vì kênh ông Rong là chuyên view đào, bác là xem ủng hộ đăng ký kênh của ông Rong nhé, để chúng ta có những video hay hơn, mà đặc biệt là các bác mới trồng đào ấy, thì xem kênh của ông Rong các bác sẽ biết học được, không phải học ai cả. Ông Rong sẽ view chi tiết. Hôm qua thì chia sẻ hôm nay là 17 tháng 7 2024 âm lịch ấy. Nhà chú Lam Huế là hôm qua đã bắt đầu cắt nước gốc đào ạ. Nhưng mà đào của chú chuẩn lắm, đạt tiêu chuẩn quốc gia, đẹp. Gốc không to nhưng mà đào đẹp. Thì chia sẻ các bác là gốc đào của ông Rong có khoảng 4-5 nghìn gốc. Thế nhưng mà các bác mua cái loại mà các bác ở thị trường mà bán được cái gốc 7-8-9-10 triệu thì các bác nên mua gốc 1 triệu, hơn 1 triệu hoặc 2 triệu. Nhưng bác nào chỉ bán gốc độ 2-3 triệu thì các bác mua chỉ gốc độ 7-800 thôi. Còn các bác nào mua loại gốc 500 ấy thì bán 2 triệu thì các bác ấy có hai loại, một loại sạch sẽ không mủ và một loại nó không được sạch lắm thì giá nó rẻ quá, vì ông Rong mua là phải mua hết vườn chứ không phải mua lọc được, người ta không bán thế các bác nhé. Thì là cái giá mà nó rẻ nhưng gốc là có chú Lam ơi, gốc mà nó không được sạch ấy, tức là ý vẫn là trồng được ấy. Bác nào trình độ cao thì mua gốc rẻ về, các chú các bác làm cũng 2-3 triệu, nhưng bác nào mà mới học thì cũng nên dùng cái gốc nó sạch sẽ. Ông Rong sẽ hỗ trợ từ keo đến thuốc kích rễ và từ lúc bắt đầu trồng. Thì đến đây thì chia sẻ các bác là có những vườn đào là ông Rong sẽ hiện nay là gốc đào thì ông Rong sẽ lấy ở Bắc Giang và Lạng Sơn, hai địa điểm đó của huyện Lục Ngạn của Tân Sơn với của Lạng Sơn đúng không ạ. Thì các bác lấy độ 400-500 gốc thì ông Rong cũng chạy khoảng 100-200 gốc về, các bác xử lý, các bác trồng xong ngày mai ngày kia là các bác lại lấy, chứ không lấy, giả sử các bác mua 300-400 thì các bác không nên lấy liền một lúc các bác nhé. Lấy liền một lúc là nó cũng không trồng kịp, nó không xử lý được, nó ôi gốc đào. Mấy hai là ông Rong sẽ hỗ trợ đào, giờ ăn Tết thì ông Rong sẽ hỗ trợ về cái hoa dăm ấy các bác. Trên kênh của ông Rong cũng khuyến cáo là các bác năm nay nếu mà chơi cây đây đào 2-3 triệu các bác nên chơi sớm một chút các bác, chúng ta không nên chơi muộn, vì cái công bỏ ra 2-3 triệu mà chơi cành đào có mấy hôm rồi nó. Đây các bác này, ruộng đào mạ của ông Rong, ông Rong nhận thầu ruộng này, cây đẹp lắm, ông Rong sẽ quay về cho các bác xem gốc, nhờ ông Rong chia sẻ với bác một chút. Bác nào mà mua đào mà giá hợp lý phải chăng ấy thì hãy điện cho ông Rong Vlog, ông Rong sẽ mua được giá rất hợp lý với nhà vườn, và thứ hai là xe cộ thậm chí các bác không mất. Đào gốc đào huyền, các điện cho ông Rong, vì ruộng nào mà ông Rong nhận bán hộ ấy, thì là những ruộng đấy ông Rong sẽ xử lý hoa dăm cành rất đẹp, vì ông Rong sẽ ép là phải tưới bằng được đến tháng 12 lúc chuẩn bị lại phun một lần nữa để dưỡng hoa cho khách hàng họ chơi các bác, chứ mình bán hàng là vì khách hàng chứ đừng bán hàng vì mình, tức là bán theo ý tưởng của khách hàng chứ không phải bán theo cái ý tưởng của người bán nữa, trong ngành nào cũng vậy. Ở trong chia sẻ cho các bác thì đây là khu đào mạ, đây khu đào mạ của nhà của ông Rong, cây tốt các bạn, bằng đầu ông Rong đây các bác nhìn, bằng đầu đào mạ rất đẹp các bác nhé. Các bác nào mà mua đào mạ là ủng hộ ông Rong Vlog, đào mạ đào gốc đủ các loại, đủ các thành phần. Đào huyền 500-600 có các bạn, đào gốc 200-300, 500-600 đều có. Đặc biệt là gốc đào rừng,
các nào đặt mua gỗ rong đặt sớm nhé, không đến lúc tháng 10, 10, tháng 11 gọi là gần như là hết gốc. Còn những gốc xấu, gỗ rong mua đi mua rồi là phải đặt cọc tiền rồi quá. Đây các bác nhìn đào mạ. Giá thì chưa quyết được các bạn, đào mạ thì chưa quyết được, gốc cũng thế. Gốc thì nói thật các bác là gốc thì đẹp, gốc thì đẹp, gốc thì xấu. Gốc được to thế nhưng mà nó lại xấu thì cành nó xấu, hay là nó sùi mủ thì lại là gốc xấu. Nên các bác mà mua gốc thì các bác cũng lựa, bác đặt trước cái bài đoạn gốc đẹp ngay từ bây giờ các bác, để ông Rong biết. Giả sử các bác mua 100 gốc hay là 200 gốc hay là 300 gốc thì các bác bảo tiện trước cho ông Rong thì ông Rong sẽ lấy gốc. Các lấy gốc sau làm cành bán 20-30 triệu ấy, thì các bác lên mua gốc 2 triệu hoặc 3 triệu gốc nó trên vanh toàn hơn trăm đó. Hơn trăm là mình kỹ thuật cao thì là các bác sẽ bán được 20 triệu. Người ta chơi ý tưởng là khách hàng người ta, những nhà người ta có tiền người ta không tính toán thì gốc đào đắt hay rẻ đâu không ạ. Kinh doanh một năm người ta 5-6-7 tỷ, chục tỷ một năm ấy, thì người ta tính thì gốc đào ấy. Nên các bác làm theo ý tưởng của khách hàng. Còn các bác nào mà mới tập làm ấy thì ông Rong khuyên là nên mua những cái gốc mà rẻ thôi, 100 nó 20 hoặc là 300 hay 400 hay là ấy, thì các bác tập làm thì ông Rong sẽ hỗ trợ về kỹ thuật và phân bón, thậm chí đầu ra các bác nhé. Bác nào có vườn đào gốc đẹp hoặc là vườn muốn bán mà hợp lý hóa thì là ông Rong sẽ bán hộ. Đặc biệt là các bác mua đào ấy, giá rẻ hợp lý, hoa răm đẹp, đặt mua về đặt vào chỗ bán cái là có người ta đến xem rồi. Thì ông có anh và ông Rong năm ngoái mới làm đào những có 4-5 clip dạy cách chọn địa điểm bán hàng, thứ hai là chọn mặt hàng để hợp với thị hiếu của người dân ở khu vực đó. Có nơi người ta thì thích đào bích, có nơi thì thích đào phai, có nơi thì thích đào gốc, có nơi thì thích đào huyền, nó khác nhau. Nên các bác bán hàng theo ý tưởng, tức là theo ý thích của khách hàng chứ mình bán theo ý khách của mình. Và ông Rong khuyến cáo là các bác không nên bán một loại đào đó. Chỗ nào mà dân chuộng đào bích thì chúng ta lấy nhiều đào bích, chỗ nào mà dân mà thích đào đầu huyền đầu phai thì chúng ta lên lấy đầu phai. Đặc biệt là thị trường mà nơi đất đắt thì chúng ta lên lấy giá đào cao lên một chút để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thứ hai, các bác khi bán hàng các bác tư vấn. Ông Rong năm nay sẽ lấy khoảng độ vài nghìn gốc ông bán, ông Rong bán ở trên kênh. Ông Rong bán hàng online và đặc biệt là ngân hàng gốc. Ngân hàng gốc đào có khoảng 5.000 đến 6.000 gốc đào. Ông Rong đặt rồi. Ông Rong sẽ chở, tức là khi đào gốc mà xong 7-8 giờ tối vận chuyển xong thì ông Rong ép xe là phải chạy đêm chứ không chạy ngày. Nên các bác thông cảm nhé. Giả sử như các bác mà lấy đào thì ông Rong, tức là có khi 3 giờ các bác phải dậy để nhận gốc đào. Còn ông Rong bán là bán bảo hành, bảo uy tín chứ, bán xong lại hướng dẫn cách chăm sóc rồi lân đạm rồi ra hoa ra hủ chứ không phải không. Bác nào mà chưa ghép ông Rong sẽ hỗ trợ về cách ghép, có nhân viên đến ghép hộ các bác. Cũng Rong khuyên là nếu bác nào đất chật ý, được vài trăm cây thì lên trồng đào gốc.
kênh Ông Rong Vlog bán gốc đào rừng, vanh từ 20 đến 150. Gốc đào sạch sẽ, không sùi mù, không bán gốc đào ôi. Đánh gốc xong, giao hàng ngay, xe chạy suốt đêm cho kịp thời. Bán theo keo liền sẹo, thuốc kích rễ loại đặc biệt để ngâm gốc đào và tưới. Điện thoại 0963 893 328. Đây con rồng đào lơm này, như thôn vườn này, đất người ta mênh mông quá. Để các bác nhìn bát ngát, người ta mới rồng đào 200 300 cái loại này đây các bác. Đào này chỉ 100 200 300. Đây bà đào ôn công. Còn các bác có 1 2 sào chúng ta không lên rồng đào, giá trị cây đào nó phải 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu thì chúng ta lên rồng các bác. Mình rồng đang đi giữa cánh đồng đào bạt ngàn đào, nhưng đây là số đào lơm, đào 200 300. Ông Rong có dịch vụ đào gốc, cố gắng lấy chục nghìn gốc để phục vụ các bác từ Nghệ An, Nghệ Tĩnh ra đến miền Bắc. Các bác ngồi ở nhà, các bác uống chè, các bác nghiên cứu. Các bác tính xem là sang năm bán cây đào ra bao tiền, chứ đừng tính là nghĩ cây đào này mua bao tiền các bác nhé. Tức là tính cây đào này bán ra 2 triệu 3 triệu hay là, chứ không phải tính xem là mua được giá rẻ hay không rẻ. Còn đào đã gốc rẻ thì có gốc ôi và gốc xấu quá, đẹp thì không có là rẻ đâu. Nó con gái 17 18 thì nó xinh trắng từ đầu đến đuôi, giá nó phải khác. Cái bà 3 40 giá nó phải khác. Để trong clip này ông Rong sẽ cho các bác xem cái đầu hiền giá bình dân. Đây các bác nhìn đấy, giá bình dân bán ở nơi bình dân các bác, bán cho người bình dân. Đầu xấu là cho người xấu, đầu đẹp cho người đẹp. Đâu? Em vào đó. Về chưa? Đang ngắt đấy. Để các mua đào hiền bình dân này, liên hệ ông Rong Vlog. Này ngắt đấy. Đấy, chủ nhà xin cái. đào có nhiều hế là như. Cắt hết rồi đấy phải. Đây cho các bác xem dòng sông. Đây sông Lục Lam quá. Đây này. Sông Lục Lam quá. Đẹp lắm. Cái này view ở tốt đấy nhỉ. Vợ chồng già đây ở quá đẹp. Cái vải là sao mà cắt đi? Đâu tương vào phá đi để trồng đào ấy. Đào sao cứ vào sông hả? Ngập mà. À nó ngập à. Vải này không ăn thua mà. Nhỉ. Yeah. Vải này cũng không thua, giá trị nó thấp các bác. Bác nào mà 2-3 sào đất thì lên ông Rong lên khuyên rồng đào gốc. Còn bác nào mà nhiều đất hàng mẫu thì lên rồng đào bình dân, đào rẻ. Các mua đào mạ là liên hệ ông Rong Vlog. Bác là chục vạn. Đào hiền giá bình dân quá. Đây các bác xem. Cái này là ấy à? Cái này là xong rồi đấy hả? Vâng. Nhà em là có bao nhiêu gốc đào huyền này? Đào này. Ừ. Em có 700 cây. 700 cây. 700 cây đào huyền. Giá bình dân. Giá rẻ bất ngờ. Năm nay của em cũng tương đối đẹp ấy nhỉ? Hả? Ừ, đại khái là mình đẹp so với ở khu mình thôi. Nhưng mà giá nó thì lại bình dân.
Chú về đây hả? Anh vào đấy. 700 gốc đào, đào huyền này à? Đây có này. Đào huyền này. Nhà chú Lam thì chú ấy không cho dăm, chú cắt ngắn cũng không cho tốt rồi. Nó chỉ vừa vừa thôi. Hả? Không, chú ấy cắt đợt trước là nó không cắt tốt, anh biết rồi. Ngày mai nó chỉ 20-30 phân cái dăm cuối này phải không? 30-40 phân không? Đây con này. Cũng cao ráo đẹp gái, xinh gái. Rộng rộng ra vào chú Lam để chú phun cái phun hãm dăm của ông rồng để xem chất lượng. Về chú Lam ơi, về đi cái gì. Đào huyền này năm nay là bán nhá. Đào huyền này có khách đặt của ông rồng rồi, giá bình dân thôi, giá bình dân, tức là 20 là cô chú phải xong hết ngồi ăn Tết thì mới sướng, chứ không phải lật đật thì nữa. Tức là mình bán giá bình dân mà rộng hết trước chú Lam ạ. Đúng rồi, vì nhà trồng được không? Đúng rồi, 20 hai vợ chồng là đi sắm Tết rồi đi chơi cho sướng rồi các bác. Còn bác buôn đào phải chịu khó hơn 30 nhé. Đây ông rồng quay hết đây vườn đào huyền của chú cho các bác xem. Và clip này ông rồng sẽ view ông rồng. Ông rồng ít khi lên kênh nữa các bạn. Đào huyền giá bình dân các bạn. Đây. Đấy, giá bình dân. Rất đẹp, kỹ thuật đỉnh cao của nghệ thuật trồng đào. Bán cho những người bình dân mua. Ông Long có hai ngân hàng, một ngân hàng gốc, hai là ngân hàng đào mạ. Hãy điện cho ông Long Vlog nhé. Người đào lơm nữa. Đào lơm thì các bác Hà Nội đặt qua kênh ông Long là giá rất hợp lý. Đây có đào lơm. Đó là nhiều đất thì nên dùng đào lơm. Đào lơm 100, 150, 200, 250, 300. Đây, ông Rồng quay lại cho bác xem khu vực đào lơm. Ông Rồng quảng cáo lại đào gốc của ông Rồng là không sâu, không sùi mủ. Bán ở chợ tận nơi, kịp thời vụ, không bán gốc đào ôi. Thứ hai là thuốc kích rễ đạt tiêu chuẩn, có lên ủng hộ kênh ông Rong. Có rất nhiều loại thuốc kích rễ các bác nhé, nhưng mà kích rễ của ông Rong là vào tận nhà máy ông Rong đặt, chất lượng của nó khác ấy. Khác mới lại bán trên mạng các bác nhé. Hãy đặt đào gốc của ông Rong Vlog. Ông Rong hỗ trợ về kỹ thuật, hỗ trợ về bán mua ông Rồng sẽ hỗ trợ. Giả sử như dụng đào mà chú Lam này, các bác mua là giá rất hữu nghị, hợp lý, đúng thời điểm. Ông Rồng xin chào các bác trên kênh ông Rồng Vlog nhé. Xin cảm ơn các bác ủng hộ xem clip của ông Rồng hôm nay, quay trực tiếp về khu đào gốc của đào huyền. Hẹn các bác gặp lại clip sau nhé. Đặc biệt là thuốc hãm dăm đào bắt đầu, như là chú Lam hôm nay chú phun được không? Hôm nay là 17 là chú bắt đầu phun. Ông Rồng sẽ view để các bác xem. Phun xong thuốc hãm dăm thì các bác lên hỗ trợ cho cây. Vì trong quá trình hãm là cây nó không sinh trưởng, nó kiệt, thì các bác phải hỗ trợ về chất dinh dưỡng để nó chuẩn bị cho nuôi mầm hoa các bác. Hoa sẽ to. Cảm ơn các bác nhé.